Hiện tại là mình đang ở quầy xe của Yamaha. Và bây giờ là mình sẽ đi và mình giới thiệu cho mọi người từng chiếc một. Ok, bây giờ bắt đầu nha. Chiếc xe đầu tiên mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó là một chiếc Yamaha R1M năm 2020. Quá đẹp luôn. Giá của chiếc xe này là 28.000. Rồi chi tiết của chiếc xe này á, thì mình sẽ đánh giá ở một cái video khác. Nhìn sơ qua thì mọi người thấy có một cái O-Lin, phuộc O-Lin. Sau đó là phía trên này là có carbon. Cái phiên bản này mình nghĩ là nó đặc biệt hơn những cái phiên bản bình thường. Cho nên là người ta có để một cái bảng là please keep off, tức là không có được ngồi trên cái yên này, không có được ngồi thử. Rồi tiếp theo là một chiếc xe R1 phiên bản thường. Thì phiên bản này nói rẻ hơn, phiên bản kia là 28.000 thì phiên bản này chỉ có 22.000 thôi. Thì màu sắc cũng như là những cái option của nó thì đơn giản hơn. Cái phuộc của nó hình như không phải là phuộc O-Lin. Rồi những cái phần mà thiết kế trên này thì cũng là chỉ là nhựa thôi chứ không phải là carbon. Ở phía trên này thì mấy cái phuộc của nó hình như là không được chỉnh tự động đó. Còn như mọi người thấy bên này là chiếc R1M bên này là có chỉnh tự động. Rồi, anh bạn này thì anh đang đứng ngay chỗ chiếc MT10. Sát bên cạnh đó là có chiếc MT09. Cơ bản thì thiết kế của mẫu 2020 cũng giống như mẫu 2019. Không có gì thay đổi. Thì chiếc MT10 không có gì khác biệt so với những cái năm trước. Chiếc MT10 này thì là 16.500. Ông chùm của Torque. MT09 thì rẻ hơn. Chiếc đó là 16.500 thì chiếc này là 10.200 dành cho chiếc MT09. Rồi tiếp theo là MT07. Cái mẫu thiết kế MT07 thì nó vẫn không thay đổi sau nhiều năm. Này mẫu của 2020 thì màu sắc nó có thể khác hơn một tí, nhưng mà còn lại thì vẫn y như vậy. Giá của chiếc MT20 này là 8.500. Tiền tính theo đô CADA. Rồi, bên này có chiếc MT03. MT03 này đời 2020, cái mẫu thiết kế nó khác nè. Quá đẹp luôn. Giờ hiện tại có nhiều người đứng xung quanh chiếc xe này. Thì khi mình có dịp mình sẽ review cụ thể chiếc xe MT03 này cho mọi người xem. Cái mẫu xe này nó thay đổi rất là nhiều so với chiếc mẫu MT03 của những năm trước. Tiếp theo là một chiếc 2020 SSR 900, là chiếc XSR 900. Chiếc này thì cũng ngoại hình cũng không thay đổi theo năm tháng. Mẫu thiết kế vẫn giữ nguyên. Này là tên của chiếc xe này, XSR 900. Rồi, bên cạnh chiếc 900 là một chiếc 700. Không biết là ở Việt Nam mọi người có thấy chiếc xe này chưa? Thì nhìn vẻ bề ngoài thì hai chiếc xe này giống như nhau, chỉ có động cơ là khác nhau thôi. Quá đẹp. Và này là chỉ là một dàn xe của Yamaha thôi. Mình sẽ đi qua bên kia, mình sẽ review thêm những cái chiếc xe khác hơn. Mình sẽ quay sơ sơ cho mọi người xem. Ở Yamaha thì người ta cũng có bán những cái đồ chơi, phụ kiện gì đó. Xíu nữa mình sẽ quay cụ thể hơn. Rồi này là có một chiếc Sled.
Chiếc này là để chạy trong tuyết á. Thì phần trước là cái mũi của nó để lái, còn phần sau là cái này là bằng cao su. Này làm bằng cao su để đánh tuyết lên, sau đó là chạy. Thì những chiếc xe này nó người ta có để là please keep off, là không có được ngồi lên, không có được ngồi thử. Rồi, tiếp theo là một cái dàn xe cầu cào. Thì cái dàn xe cầu cào này á, tùy phân khối mà từ 200 tới 450. Những chiếc xe này đa phần là dành cho những người yêu thích địa hình. Và cái phân khối của nó thì cũng giảm dần. Tới như này là mọi người có thể thấy là mình nghĩ chiếc này là hình như 85 phân khối hay gì đó, dành cho những bạn nhỏ hơn. Rồi đa phần là 2 thì. Những chiếc xe này đa phần là 2 thì. Một cái đặc điểm mà đặc biệt của chiếc xe 2 thì á, như mọi người thấy là cái bô, cái bụng của nó rất là lớn. Rồi, giờ mình sẽ xem thử giá của một chiếc này là bao nhiêu nha. Một chiếc này là 8.300 cho một chiếc 250 phân khối 2 thì đời 2020. Một chiếc xe rất là cao luôn. Mình nghĩ ai mà muốn đi chiếc xe này là phải cao tới mình độ là chắc cũng phải 1m8 mấy mới chống chân nổi. Bây giờ là mình sẽ thử leo lên chiếc xe này cho mọi người xem thử như thế nào nha. Chiều cao của mình là 1m77. Giờ mình không thể nào chống chân được chiếc xe này, nó quá là cao. Chiếc xe này là 2 thì và 250 phân khối. Giá của chiếc xe này là một lần nữa là 8.300. Thì chiếc xe này nếu mà mình muốn chạy chắc là mình phải cực lắm á. Nhưng mà phục nhúng đồ của nó rất là đã luôn. Như mọi người có thể thấy thì cái phục nhúng của nó là cái cổ tay của mình thì chỉ có không bằng cái phục nhúng này luôn. Vừa rồi là mình mới đi vòng ngoài, bây giờ là mình sẽ đi vào vòng phía bên trong. Thì phía bên trong này á, này có một chiếc tên là Tracer 900. Mình không biết cái tên Việt Nam nó có giống như là cái tên của thị trường Bắc Mỹ hay không. Thì chiếc xe này là một chiếc xe touring. Mình không có rành về những cái dòng xe touring này của Yamaha, nhưng mà mình sẽ cho mọi người xem cái thông số nha. Đây là một mẫu xe 2020 Tracer 900. Giá của nó là 12.000. Nó có những cái thông số này. Thì mình sẽ quay sơ qua cái ngoại hình của chiếc xe này cho mọi người xem. Xe này là 900 phân khối. Rồi, phía bên này là những cái dòng xe to lớn hơn. Có một chiếc Nikan. Chiếc Nikan này á, là một cái chiếc mà theo đối với mình là một con quái vật. Như mọi người thấy đó thì nó có tới 4 cái phuộc, 2 cái bánh trước, 1 cái bánh sau. Nikan GT. Một người nhân viên của Yamaha đang lau chùi chiếc xe này. Này là bàn, này là bàn thờ của chiếc xe này. Quá làm hố luôn. Phía bên này thì có một chiếc để mình xem thử cái tên nha. Nó có nhiều mẫu lạ quá. Super cái gì đó, mình không đọc được cái tên này, Super gì đó. Mà cái này là có giá là 18.500. Thì nó khá là hầm hố luôn. Phân khối của chiếc xe này là 1.200. Nó có chứa, nó có đựng được thêm mấy cái thùng ở phía sau rồi đó để touring. Thị trường Bắc Mỹ thì người ta rất là thịnh những cái mẫu touring. Chiếc này là một chiếc 2020 V-Max, giá là 26.000 đô. Để mình quay cái đầu đèn cho mọi người xem. Có rất là nhiều người hâm mộ chiếc xe này. Rồi phía bên này là một chiếc giống như Gowin của Honda. Tên của nó là FJR1003ES. Đây là giá của nó là 19.700. Quá đẹp. Phía bên trong này thì có cái hãng, cái mẫu xe mà
tên là Tiny R cái gì đó, mình không có đọc được, mình không có biết cái tên này lắm. Thì xe của nó là 700 phân khối. Mình nghĩ cái mẫu xe này là mẫu xe mới của Yamaha trong năm nay. Thì mẫu xe này là một mẫu xe vừa phượt mà vừa địa hình luôn. Có anh bạn này anh dắt chú chó theo để tham quan cùng cái show này. Thì này là phần trước của chiếc xe. Xe này thì có trang bị đèn luôn nữa nè. Rồi có bộ khung sườn này rất là chắc chắn luôn. Những bạn nào mà mê phượt hay gì đó thì những cái mẫu xe này vượt rừng, vượt suối rất là hấp dẫn. Đây là phía trên của mẫu xe mới này. Ở thị trường Bắc Mỹ thì nó có những cái mẫu xe mà mình không có thấy ở Việt Nam. Thì cho nên mình nếu mà mình coi xe của Việt Nam thì mình cũng không có biết cái những cái xe này. Mình thường hay coi những cái show của Việt Nam, những cái anh làm vlog rồi đó. Thì mình không có thấy những cái mẫu xe này cho nên mình cũng không có rành lắm. Bên cạnh cái chiếc R1M thì có một chiếc R1 màu đen. Mà ở đây có nhiều người tập trung quá cho nên là mình sẽ tạm thời đi qua xem một chiếc xe khác. Ô, mình hình như là mình nhầm. Đúng rồi, chiếc đó là chiếc R1, còn chiếc này là chiếc R6, chiếc màu đen bên kia là chiếc R1. Chiếc này là chiếc R6 đời 2020. Giá là 14.600. Thì đa phần những cái mẫu thiết kế này á, nó không thay đổi trong một vài năm. Cho nên là mọi người thấy cái hình dáng của nó vẫn y như vậy. Đầu đèn của nó vẫn là kiểu cá chê. Mẫu dáng huyền thoại của chiếc xe R6. Tiếp theo là một chiếc R3 mà Yamaha đã phối hợp với lại Monster Energy Drink. Thì cái hãng này, cái mẫu mã này, cái màu sắc này là của GB Edition. Thì chiếc xe R3 đời 2020. Không biết ở Việt Nam là nó có phối cái màu này không. Nhưng mà bên này thì Yamaha phối màu với lại nước uống tăng lực Monster. Chiếc R3 này thì nó chỉ thay đổi về màu sắc thôi, còn ngoại hình là giống như những cái đời trước. Đời 2020 thì nó có một cái màu mới là một cái màu bạc giống vậy. Màu silver nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mình cũng đã từng sở hữu một chiếc R3 nhưng mà đời nó là đời đầu tiên, đời 2015. Sau qua một thời gian thì nó update lên những cái chiếc giống vậy. Mà mình vẫn thích cái mẫu huyền thoại của R3 hơn là cái mẫu mới này. Như mọi người có thể thấy. Rồi bên này là một chiếc Bull R Spec cái gì đó. Sorry mọi người. Thì chiếc này là có giá là 9.500. Và tên của chiếc xe này là Bull R Spec. Rồi, mình không có rành về mấy những cái mẫu này thì mình chỉ có thể quay thôi. Và một chi tiết nữa là chiếc R3 này là chiếc R3 kia là có giá là 6.400. Chiếc R3 này rẻ hơn 100. R3 không có cái màu sắc đó thì có giá là 6.300. Rồi, ở đây là có một chiếc xe đua. Cái bô thì có hiệu là Hindo. Này cũng là một chiếc R3 để chạy track á. Người ta làm lên, trang bị lên rất là đầy đủ luôn. Quá đẹp, bên này có một chiếc Touring bự ơi là bự của Yamaha. Rồi, này là chiếc R3 Tracking. Này là một chiếc tay ga. Để mình xem thử bao nhiêu phân khối nha. Nó không có thông số ở đây, thông số ở chỗ này. Này là một chiếc 2020 S Max có giá là 4.100. Chiếc xe này là một chiếc xe tay ga với phân khối là 155cc. Em lên ngồi thử đi. Này là phù hợp với những chị em hoặc là những chú bác lớn tuổi. Có thể chạy 150 phân khối thì có thể chạy được đường cao tốc. Mình không chắc chắn lắm là cái tốc độ tối đa của nó là bao nhiêu. Nhưng mà mình nghĩ là nó phù hợp với lại
mọi đối tượng nếu mà mình muốn đi xe tay ga. Tên của nó là S-Max. Rồi, bên này là có mấy chiếc xe. Chiếc xe này là V-Star 250. Những cái mẫu xe mà truyền thống giống này thì mình không có rành lắm, cho nên mình chỉ có thể quay sơ sơ cho mọi người xem thôi. Rồi, và phía bên này thì những cái mẫu cầu cào. Mọi người đang rất là đông. Bên này có chiếc xe 4 bánh để chạy địa hình. Đây là hai cái mẫu xe mà 50 phân khối của Yamaha. Ở bên này nó rất thịnh những cái mẫu xe 50 phân khối. Tại vì 50 phân khối thì mình không có cần thi bằng lái xe mô tô, mình chỉ có cần bằng lái lý thuyết là mình có thể lái xe này được. Thì những chiếc xe tay ga bên này thì nó mắc. Ồ, chiếc xe này là 125 phân khối. Giá của nó là 3.700. Mẫu mã của nó thì khá là giống những chiếc xe 50. Để mình xem thử chiếc xe bên này có phải là 50 hay không. Chiếc xe bên này cũng là 125 phân khối luôn, chỉ khác màu thôi. Mình đã bị nhầm rồi mọi người. Mọi người thông cảm nha. Thì bởi vì mình đã từng đi qua những cái chiếc xe này, và những năm trước thì những cái mẫu xe này đa phần là 50 phân khối, còn năm nay là nó là 125. Thì hy vọng là ở Việt Nam nó sẽ nhập về những cái mẫu xe Bắc Mỹ giống như này. Khá, dáng của nó khá là hầm hố luôn. Ở trước có hai cụm đèn. Rồi có cái tay bảo vệ này. Mình sẽ đi qua phía sau thử nha. Đó. Tên của nó là BWS125. Rồi, bên này có chiếc xe địa hình. Thì chiếc xe địa hình này là chạy ở những cái đường mà lún vào đó. Thì người ta hay thích cái xe này. Mình không có rành về xe này thì mình chỉ có thể nói giá thôi. Giá chiếc xe này là wow, 13.600, tính theo giá của Canada. Rồi tiếp theo là bên này thì người ta trưng bày những cái mẫu xe tiếp tục là cào cào. Rồi có những bán những cái áo phông. Bên này là có một chiếc xe khác địa hình. Và ông bác này đang ngồi thử. How do you like it? Actually, weighing a whole lot of stuff there between the Polarises and the Yamahas. Yeah. Yeah. But they're very nice. Yeah. Ông nói là ông rất là thích cái mẫu xe này, nhưng mà ông đang phân vân giữa cái hãng Yamaha này và một cái hãng xe khác. Mà ông nói cái tên thì mình cái hãng xe nó rất là lạ, nên mình không có dịch được cho mọi người. Rồi. Có những cái mẫu xe nhỏ hơn. Rồi sau đó là cái này là những cái máy mà chạy cano á, thì người ta sử dụng cái máy này, người ta có thể mua và ráp vô chiếc thuyền. Rồi những cái máy này thì là những cái máy động cơ để chạy phát điện, phát nổ rồi đó. Yamaha nó rất là rộng luôn, nó làm được ra những cái sản phẩm này nữa. Rồi bây giờ là mình sẽ đi vào bên trong, mình coi thử ở này nó có bán cái gì đây. Những cái áo để chạy cầu cào lớn, size nhỏ. Rồi những cái nón bảo hiểm của hiệu Shark, hiệu cá mập á. Cái nón này quá là đẹp. Rồi chiếc xe này thì có cái một chiếc xe mà có thể lật được cái cốp ở phía sau luôn. Rồi mình sẽ quay thêm một vòng cho mọi người xem. Thì cái quầy của Yamaha là chỉ có nhiêu đây xe. Mình sẽ tiếp tục với những cái mẫu xe, cái hãng xe khác. Này là một mẫu xe mới của năm 2020.